lòng sân si từ nay chút xuống, giờ sám hối thật tâm lại phần. Bởi dĩ vang mộng dù ai bi hồng trần là mây khói, đường sân tu giờ đây bước đến, cùng chính tâm gạt đi hận thù. Lòng anh ngã chìm sâu anh vô minh kia vào quên lãng, mang từ bi bước qua càn khôn, từ đây buông đi buồn phun vọng tâm, từ đây thoát qua trần ai, thể tâm vững tin gạt hết ai ly sâu bi chấp niệm, hết những sân đoàn trong ai tình, ta bước đi trong lòng nguyện vững tâm. Khi ta vượt lên niết bàn, hóa tranh tâm cùng muôn vạn vật, buông xuống hết chấp niệm là giác ngộ. Sân si cùng với hận thù, niềm tâm kinh vượt qua khó khăn gian nan và thử thách. Đường sân tu giờ đây bước đến, cùng chính tâm gạt đi hận thù. Lòng anh ngã chìm sâu anh vô minh kia vào quên lãng, mang từ bi bước qua càn khôn, từ đây buông đi buồn phun vọng tâm, từ đây thoát qua trần ai, thể tâm vững tin gạt hết ai ly sâu bi chấp niệm, hết những sân đoàn trong ai tình, ta bước đi trong lòng nguyện vững tâm. Khi ta vượt lên niết bàn, hóa tranh tâm cùng muôn vạn vật, buông xuống hết chấp niệm là giác ngộ. Buông xuống hết chấp niệm là giác ngộ. Ta
đại lễ giáp đồng đúc đại hồng trung chùa Dâu Phúc Khê Tự xin phép được bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đại đức chứng minh, kính thưa thầy Thích Minh Hải, chủ trì chùa Dâu Phúc Khê Tự, kính thưa quý vị đại biểu, thưa Phật tử gần xa và toàn thể nhân dân thôn Thượng Phúc, hòa chung với niềm hoan hỷ bất tận trong bầu không khí hân hoan của ngày đại lễ giáp đồng đúc đại hồng trung chùa Dâu Phúc Khê Tự. Kính thưa quý vị, được sự nhất trí của đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã, sự nhất trí của các cụ thượng lão trong làng và các đồng chí lãnh đạo thôn và các Phật tử gần xa cùng toàn thể nhân dân thôn Thượng Phúc đã đóng bè làm một nên một đại lễ lịch sử, đại lễ giáp đồng đúc đại hồng trung, để kính mừng đại lễ trọng đại này, thầy Thích Minh Hải chủ trì chùa Dâu Phúc Khê Tự cùng với cán bộ nhân dân thôn Thượng Phúc tổ chức một đêm giao lưu văn nghệ. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các tăng ni Phật tử cùng toàn thể nhân dân thôn Thượng Phúc mạnh khỏe, bình an và cát tường như ý. Chúc đêm văn nghệ thành công rực rỡ. Đến dự đêm văn nghệ hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Thích Minh Hải, chủ trì chùa Dâu Phúc Khê Tự. Ông Nguyễn Văn Dũng, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận. Ông Nguyễn Văn Thực, phó chi bộ, trưởng thôn, trưởng tiểu ban di tích. Đến dự buổi tối ngày hôm nay còn có các đồng chí cấp ủy chi bộ, phó trưởng thôn, trưởng phó các ban ngành đoàn thể. Tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bích Liên, văn phòng nhà đất số 282 đổi 8 là nhà tài trợ chính cho đêm văn nghệ ngày hôm nay. Xin quý vị nhiệt liệt chào mừng. Đến dự đêm văn nghệ hôm nay còn có các Phật tử gần xa và toàn thể nhân dân thôn Thượng Phúc. Xin quý vị nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt, tối văn nghệ hôm nay có sự tham gia của hai đội văn nghệ thôn Thượng Phúc và đội văn nghệ thôn Nhân Hòa. Để mừng đại lễ đúc chuông, văn phòng bất động sản Bích Liên và văn phòng bất động sản Đất Việt có hai lãng hoa kính mừng đại lễ. Với tấm lòng hảo tâm của bà Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hoan có bó hoa chúc mừng đội văn nghệ. Xin kính mời bà Nguyễn Thị Lan, đội trưởng đội văn nghệ lên nhận ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn túc đại đức tăng ni, kính thưa các cán bộ lãnh đạo chính quyền thôn Thượng Phúc cũng như là toàn thể quý vị Phật tử thập phương xa gần cùng toàn thể nhân dân thôn Thượng Phúc và các nghệ sĩ biểu diễn đêm văn nghệ để chào mừng đại lễ đúc đại hồng trung tại chùa Dâu Phúc Khê Tự. Thì hôm nay nhằm ngày mùng 3 tháng 12 năm Nhâm Dần và tức là ngày mùng 10 tháng 11 năm Nhâm Dần, thì tại chùa Dâu thôn Thượng Phúc xã Cả Tây Ngoài, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, được sự đón
đóng về tam phúc của toàn thể nhân dân cũng như là toàn thể quý vị Phật tử thập phương xa gần để làm lên một cái ý nghĩa rất là linh thiêng và đi vào lịch sử. Đó là tại thôn Thượng Phúc ngày mai, tức ngày 4 tháng 12 sẽ diễn ra đại lễ Đúc Đại Hồng Chung tại chính ngôi chùa lịch sử của thôn Thượng Phúc. Thì lời đầu tiên thầy xin gửi lời chào trân trọng và gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể đến cán bộ lãnh đạo chính quyền thôn cũng như toàn thể quý vị Phật tử thập phương xa gần cùng toàn thể nhân dân thôn Thượng Phúc một lời chào trân trọng và một lời chúc sức khỏe an lành nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay thì thật sự là thầy rất là xúc động với tấm lòng của các cán bộ lãnh đạo chính quyền thôn cũng như là quý vị Phật tử thập phương xa gần và toàn thể nhân dân thôn Thượng Phúc. Thì hôm nay thì đúng là theo thầy nghĩ đó là một cái ngày lịch sử đối với thầy cũng như là toàn thể nhân dân và toàn thể quý vị Phật tử thập phương, là chúng ta được dự cũng như là chứng kiến một cái việc rất là lớn, một sự kiện rất là trọng đại, đó là sự kiện Đúc Đại Hồng Chung tại chùa Dâu Búp Bê Thiền Tự. Thì vì ý nghĩa thiêng liêng đó cho nên là có một Phật tử gọi là một mạnh thường quân, thì tất cả quý vị Phật tử thập phương cũng như là toàn thể nhân dân chúng ta ai cũng biết, đó là bà Nguyễn Thị Bích Liên, là đã người ngỏ ý với thầy để tài trợ chương trình đại lễ gọi là chương trình văn nghệ để chào mừng đại lễ Đúc Đại Hồng Chung tại chùa chúng ta. Thì thầy cũng xin gọi là thay mặt cho toàn thể nhân dân thôn Thượng Phúc cảm niệm và tri ân tấm lòng cũng như là tri ân công đức của Phật tử Mạnh Thường Quân Nguyễn Thị Bích Liên đã tài trợ cho chương trình đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm nay. Và thầy cũng xin nguyện cầu hồng môn tâm bảo gia hộ cho cán bộ lãnh đạo chính quyền thôn cũng như toàn thể nhân dân và quý vị Phật tử thập phương cùng toàn thể các anh em nghệ sĩ lời nguyện cầu hồng môn tâm bảo gia hộ cho quý vị Phật tử thân tâm thường an thường lạc, trong gia đình được mọi điều cát khánh và mọi sở nguyện đều được tòng tâm, sở cầu được như ý. Chúc cho đêm văn nghệ của chào mừng đại lễ Đức Đại Hồng Chung của chúng ta ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. A Di Đà Phật. Con xin cảm ơn thầy ạ. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Thực, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng tiểu ban di tích lên phát biểu ý kiến. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân, nhân dịp ngày đại lễ Đúc Đại Hồng Chung chùa Dâu Phúc Khê Tự thôn Tử Phúc được tổ chức ngày mai, hôm nay lãnh đạo thôn cùng với nhà chùa tổ chức buổi văn nghệ chào mừng. Thay mặt lãnh đạo thôn cảm ơn các nhà tài trợ, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân có mặt dự buổi liên hoan văn nghệ ngày hôm nay. Chúc buổi liên hoan văn nghệ thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông. Sau đây xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Bích Liên, văn phòng nhà đất số nhà 282, đội 8, là nhà tài trợ chính và quay camera cho đêm văn nghệ ngày hôm nay lên phát biểu ý kiến. Xin mời bà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư đại đức chứng minh. Kính thưa thầy Thích Minh Hải, chủ trì chùa Dâu Phúc Khê Tự. Kính thưa các đại biểu, quý vị đại biểu, kính thưa các Phật tử gần xa và toàn thể nhân dân thôn Trường Phúc.
Hôm nay được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã Tả Thanh Hoai cùng các cán bộ lãnh đạo ban ngành thôn Trực Phúc, thầy Thích Minh Hải chủ trì chùa Dâu Phúc Kê Tự cùng cán bộ nhân dân thôn Trực Phúc đã làm lễ rót đồng Phúc Đại Đồng Hồng Trung vào ngày 4 tháng 12 2022, tức ngày 4 tháng 11 năm Nhâm Dần. Kính thưa thầy, tên con là Nguyễn Thị Bích Liên, pháp danh con là Liên An, Phật tử chùa Dâu. Lời đầu tiên con xin chúc thầy và toàn thể nhân dân cùng các quý vị Phật tử gần xa một lời chào nhân dân thôn Trường Phúc cùng các Phật tử thập phương xa gần rất phấn khởi về dự lễ rót đồng đúc đại đồng chung đại chùa Dâu. Hôm nay Bích Liên con xin tài trợ một đêm văn nghệ giao lưu của thôn Trường Phúc và thôn Nhân Hòa do các ca sĩ cây nhà lá vườn, và có hai tiết mục đặc sắc. Tiết mục thứ nhất là do chị Bích Liên là Thanh Đồng đã lâu năm rồi là Hồng Giá Chầu Lăng, và một tiết mục nữa là của chị Thanh Kim Huệ cũng là một Thanh Đồng cũng lâu năm Hầu Giá cô bé đi cô bé đi chợ, mà tất cả là các chị em trong bộ văn nghệ trình diễn những tiết mục đặc sắc. Tôi mong các ca sĩ sẽ cháy mình hết sân khấu của ngày hôm nay. Cuối cùng thì nhiên tôi xin chúc thầy chủ trì cùng toàn thể dân làng và các quý vị gần xa mạnh khỏe an khang thịnh vượng, chúc cho đêm văn nghệ thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn bà. Kính thưa các Phật tử, thưa toàn thể nhân dân, mỗi Phật tử chúng ta khi đến chùa lễ Phật với tấm lòng thành kính, sự tâm thành đó đẹp hơn các loài hoa, sen vàng che sen trắng, thắm tươi là sen tâm. Lòng thành con xin cúng, đóa sen lòng bao dung. Đêm nay chiều chiều con tim tràn ánh sáng đạo vàng, con muốn làm chuông vang, lan nhẹ niềm siêu thoát. Vâng, để minh họa cho lòng thành kính của các Phật tử chúng ta khi đến lễ chùa Phật, xin mời quý vị cùng thưởng thức điệu múa dâng hoa đêm Di Đà do chị em đội văn nghệ thôn Thượng Phúc biểu diễn sẽ mở đầu cho chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Xin mời đội múa.
Bye.
Minh Thúy và anh Sĩ Hiệp, đội văn nghệ thôn Nhân Hòa biểu diễn. Xin mời quý vị cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để động viên các diễn viên của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn ạ. Yeah.
cùng Hứa lên sân khấu và sau đây sẽ đến với một ca khúc mang tên Neo Đậu Bến Quê do chị Hương Lý và tốc múa phụ họa của thôn Tự Phúc biểu diễn. Thank you.
hưởng phúc. Sau đây xin mời các quý vị cùng thưởng thức một tiết mục vô cùng đặc sắc đến từ đội văn nghệ thôn Nhân Hòa, đó là tiết mục Chầu Lâm Suối Lâm. Xin mời các quý vị cùng thưởng thức ạ. Thank you.
lớn vẫn là con của mẹ, suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Quê Mẹ do song ca Nam Nữ Minh Khiêm và Thanh Nga đến từ Đội Văn Nghệ thôn Tự Phúc biểu diễn. Xin mời anh chị lên sân khấu ạ. Mơ màng quê hương em là chẳng đâu.
Tình cha có nhớ hôn người.
Oh,
khúc rất là tuyệt vời. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Mái Đình Làng Biển do anh Xuân Son, đội văn nghệ thôn Thực Phúc biểu diễn. Xin mời anh. Bao lâu
làng biển rất tuyệt vời. Và tiếp sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục hướng lên sân khấu và chúng ta sẽ đến với một ca khúc, một tác phẩm rất là tuyệt vời, vô cùng đặc sắc đến từ đội văn nghệ thôn Nhân Hòa. Đó là tiết mục Cô Đôi Thượng Ngàn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
các liệt anh liệt sĩ vô cùng tuyệt vời của đội văn nghệ thôn Nhân Hòa. Kính thưa quý vị, và ca khúc Chảy Hội Xuân đã khép lại chương trình văn nghệ đêm hôm nay. Chương trình văn nghệ kính mừng đại lễ Giáp Đồng Đúc Đại Hoàng Trung đến đây là kết thúc. Một lần nữa tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý Phật tử cùng toàn thể nhân dân bình an thịnh vượng. Chúc đại lễ đúc chuông thành công rực rỡ. Xin chân trọng cảm ơn. Jungle.